Chào bạn, hôm nay ngày 28 tháng 11 năm 2023, shop Hân My xin giới thiệu mẫu Falcon Pro. Con này size nó hơi bự nhớ bạn nha, con này size 50. Đó, size lớn nên các bạn mua, các bạn những người nhỏ con không chạy được, con này size lớn, size 50 Twitter Falcon. Khung carbon, phụ carbon, cốt yên carbon, ghi đông vô tăng nhôm. Đó, màu sắc con xe là màu đỏ. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 13 triệu 2 đĩa 12 lít. Ghi đông carbon và phụ carbon. Đấy là ông khung sườn carbon, phụ carbon, ghi đông bô tăng nhôm. Bao tay chìa cực kỳ máy. 2 đĩa và 12 lít. Twitter Falcon. Ghi đông bô tăng nhôm, khung carbon và phụ carbon. Niên nhôm màu đỏ. Con này size 50, trên 1m7 nha các bạn nha. Size xe trên 1m7. Twitter Falcon. Có biên carbon. Twitter Falcon đại bàng các bạn. Đã là đại bàng nên nó phải bự các bạn. Đại bàng xe to. Xe to nha các bạn nha. Cùi đầy đĩa xe được trang bị cùi đầy đĩa Retrobat. Giò dĩa BRS Zenith. Sơn Summit 11 12 giới lộn. Sơn Summit 12. Cùi đề đĩa Retrobat. Giò dĩa Zenith. Sơn Summit 12. Giá 13 triệu. Màu đỏ rất đẹp. Lip thả 12 tầng Sunshine. Lip thả 12 tầng Sunshine. Đâm Retrobat. Niên nhôm, niên cao 3/6, vỏ 700x25. Size lớn nha các bạn nha. Lâu lắm mới có một con size to như vậy. Size 50, một con một duy nhất size 50. Retrobit 12 tốc độ. Giá 13 triệu bao ship. Twitter Falcon. Cùi đề lip Retrobit. Lip thả 12 tầng, sơn 12, Twitter Falcon, một con một duy nhất, size 50, công ty nó chơi giao lộn, bạn giao ngay con size 50, bự ơi bự shop luôn. Con này size to, màu đẹp nha các bạn nha, size 50, Twitter Falcon, đại bàng, Falcon mẫu mới là dây, nó không có cái lỗ đây, và dây nó nè, các bạn thấy không, dây đi âm hết trên đây, rất đẹp. Ghi đông bô tăng nhôm, khung carbon và phụ carbon, cốt yên carbon. Đây mình ghi quay luôn này nè, carbon nè, chúng thôi các bạn lại hỏi. Khung carbon. Phụt là phụt carbon. Ghi đông bô tăng nhôm. Niền là niền nhôm, niền cao 3/6. Đầm bạc đạn cối nổ. Cùi đề đĩa Retrobat, cùi đề lip Retrobat 2 đĩa và 12 lip Twitter Falcon. Giá xe đang được bán với giá chỉ có 13 triệu bao ship. Nhanh tay còn chậm tay hết nha bạn, có một con một size lớn thôi, không có con thứ hai size lớn.